Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một món chè rất là thơm, ngon và mát, đặc biệt là vào thời tiết giao mùa giữa mùa hè và mùa thu như thế này thì đang là mùa của những trái nhãn cũng như là những cái hạt sen thì rất là ngon. Vì vậy mình hướng dẫn các bạn cách làm món chè từ hạt sen và long nhãn, trái nhãn nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn là 100g hạt sen tươi và 150g quả nhãn. Mình đã bóc vỏ và bỏ hạt đi rồi nhé. Các bạn có thể làm nhiều hạt sen bởi vì mình có thể tích trữ trong ngăn đông tủ lạnh. Khi các bạn hấp hoặc là luộc hạt sen và cất trong ngăn đông tủ lạnh thì các bạn có thể dùng cho những lần sau. Tỷ lệ nước với đường thì sẽ tương ứng là 1 lít nước tương đương với 100g đường. Nếu như các bạn không thích ăn ngọt quá thì các bạn có thể giảm lượng đường đi nhé. Bởi vì bản thân hạt sen và long nhãn và trái nhãn nó đã rất là ngọt rồi. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một ít dừa để dừa tươi nạo sợi để lát nữa mình sẽ rắc lên trên bát chè nhé. Và mình đầu tiên thì mình sẽ đi hấp hạt sen trước và mình sử dụng chức năng nấu và hấp của chiếc máy IMEA-1 này nhé. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 800ml nước nhé. Và mình sử dụng chiếc xưởng hấp của chiếc máy này để mình hấp hạt sen. Lựa chọn chức năng nấu và hấp của máy nhé. Mình bấm bật tắt này. Đây nó đến chức năng nấu và hấp. Chức năng nấu và hấp này thực hiện trong thời gian 30 phút. Mình bấm bật tắt lần nữa.